Vâng, xin được kính chào toàn thể các bạn quay trở lại với kênh Tâm Hayo. Một cái bộ mic được sản xuất năm 2022 nhá. Một cái bộ mic cực kỳ là mới luôn. Một cái dòng mic đến từ công ty BF Audio. Và cái bộ mic này thì nó có cả cái tụ lọc nguồn nhá. Những cái bộ mic mà nó có tụ lọc nguồn này thì cực kỳ ít luôn. Cái tụ lọc nguồn này thì nó rất là nhiều tác dụng. Nó giúp cái tiếng mic của mình nó trong, nó sạch, nó không bị nhiễu sóng bởi những cái tần số điện bị nhiễu nhá. Và một cái bộ mic như thế này thì cái giá đập hộp của nó với cái mức giá khá là cao. Và hôm nay thì em cũng có ít thôi, khoảng tầm 6-7 bộ. Và tay của nó đều là cái tay da cá, có gia tốc thông minh, có chế độ tự ngắt hiện đại bậc nhất trong những cái dòng mic bãi hiện nay. Và tiếng của nó thì em cũng bao cho anh em là cực kỳ là hay. Và trong cái video ngày hôm nay em sẽ để cho anh em với cái mức giá cực kỳ là tốt, thậm chí là rẻ hơn cả một cái bộ mic hàng nhái, một cái bộ mic hàng chợ, để em về thay thế, nâng cấp những cái bộ mic hát gia đình, anh em lắp phòng, anh em làm show, làm sự kiện. Anh em mà xem video đừng quên ủng hộ kênh bằng cách là tặng cho em nút like. Nếu đang có nhu cầu mua sắm cho mình một bộ mic, một con vang mà anh em chưa mua được ngày hôm nay thì cũng đừng quên ấn nút chuông và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái video tiếp theo bên em. Và như thường lệ em sẽ giới thiệu qua em một chút về cái phần hình thức, và tiếp theo nữa là em sẽ hướng dẫn em cách dò sóng mic, đồng thời là em cũng test tiếng và báo giá luôn. Em làm mà rất là ngắn thôi, anh em hãy xem kỹ sẽ là một cái bộ mic như thế này nó có thực sự chất lượng hay không, và cái giá mà em để cho anh em nó có rẻ không nhá. Thì ở đây là một cái dòng mic bên em cũng bán rất là nhiều rồi, và lần trước thì em cũng bán một cái lô mic, cái tay của nó là tay sơn zin được sản xuất năm 2020, và cái lô mic hôm nay thì được sản xuất năm 2022 em nhé. Và cái dòng mic này chính là cái dòng mic BFU6600, một cái dòng mic rất là nổi tiếng đến từ công ty BF Audio, và nó được thiết kế với một cái mặt phay nhôm màu vàng đồng cực kỳ là đẹp, và nó được thiết kế thêm hai cái tai bắt tủ ở đây để anh em bắt vào tủ máy, anh em làm show, làm sự kiện. Ở giữa là một cái màn hình LCD rất là sắc nét, và trên cái màn hình thì nó hiển thị đầy đủ các cái thông tin, ví dụ như là kênh tần số, vạch sóng, vạch tiếng, và ngoài ra thì nó hiển thị cả cái âm lượng ở trên cái đầu thu này. Và cái bộ mic này thì trước khi gửi đi thì em cũng dò sóng sẵn và căn chỉnh tiếng hết cho anh em rồi. Anh em cũng không phải dò, không phải chỉnh gì vào đây, nhưng mà trong cái quá trình sử dụng anh em nghịch vào đây nó bị mất sóng, em hãy dò lại bằng cách như sau. Ví dụ như mất sóng, anh em chỉ cần ấn vào cái chữ set bên A này thôi. Đấy, sau khi nó xuất hiện một cái vạch sóng chạy như này thì em hãy để sát vào em cái màn hình của tai mic vào cái chữ IR trên đầu thu, từ 2 đến 3 giây là lập tức cái đầu thu và tai mic nó trao đổi thông tin với nhau và nó sẽ tự động bắt sóng. Và cái bộ mic này thì nó có cả cái chế độ là chỉnh hộ độ nhạy của cái đầu thu, và chỉnh cả cái sóng xa sóng gần ở trên đầu thu ấy luôn. Và ngoài ra thì nó có cả cái chức năng là khóa bàn phím nhá. Đây em đang khóa bàn phím ở đây, thì sau khi em khóa bàn phím rồi thì anh sẽ không ấn được nữa. Và nếu anh em muốn mở ra thì anh em phải ấn mũi tên bên trên này để anh em ấn vào chọn chế độ âm, thì lập tức là nó sẽ trở lại cái vị trí ban đầu. Những cái bộ mic này thì em cũng căn chỉnh và dò sóng sẵn hết rồi, thế nên anh em về anh em cũng đừng nghịch vào đây em nhé. Anh em cũng đừng nghịch vào đây, anh em chỉ việc sử dụng thôi. Và đây là hai cái nút volume to nhỏ của bên A này, đây là hai cái nút volume to nhỏ của bên B, nó cực kỳ đơn giản. Còn về cái phần nội thất thì em cũng quay ở đầu video rồi, thì đây là một cái bộ mic được sản xuất năm 2022 em nhé. Đấy, nó được ghi ở trên cái vỉ mic đây, 2022 em chưa. Và nó được sử dụng đến 4 hộp sóng, và cái bộ mic này thì nó có cả cái một cái bộ phận lọc nguồn tín hiệu nguồn điện vào, thế nên là cái tiếng mic của nó cực kỳ là trong, cực kỳ là sạch. Và cái bộ mic này thì cái vỉ mic của nó đây gồm rất là nhiều con IC xử lý tiếng em chưa. Đấy, cực kỳ là nhiều các cái con linh kiện luôn, thế nên một cái bộ mic bãi thì bao giờ nó cũng rất là cao cấp, nó rất là chất lượng, và nó cũng giảm hú rít rất là tốt. Còn ở phía sau thì nó được thiết kế đến hai cái jack ca lông để cắm mixer làm sự kiện, và em tặng kèm em một cái dây 6 ly, anh em cắm em vào cổng giữa em nhé. Còn về cái phần tai mic thì tất cả tai mic đây thì đều được sử dụng là những cái vỏ da cá cực kỳ là đẹp luôn. Và chống lăn chụp đuôi thì em cũng tặng kèm đầy đủ cho anh em. Và tất cả những cái bộ mic này thì nó đều được sử dụng những cái củ BF tím như này, cực kỳ là chất lượng. Và bây giờ em sẽ thử qua cho nghe qua cái tiếng của cái bộ mic này, và em sau đó em sẽ báo giá luôn. Em lắp sẵn một cái tai mic đây rồi ạ. Và cái bộ mic này thì nó có cả gia tốc thông minh và chế độ tự ngắt. Thì anh em để xuống khoảng tầm 3 giây thì nó sẽ ngắt tiếng, và em đánh rơi mic thì nó cũng sẽ ngắt tiếng. Một cái chức năng rất là thông minh ở trên những cái bộ mic không dây hiện nay. Và bây giờ em sẽ thử qua cho em nghe qua cái tiếng của cái bộ mic, và sau đó em sẽ báo giá luôn. Em lắp sẵn một cái đầu thu ạ. 6 7 1 2 6 7 1 2 6 6 7 6 7 6 7 6 7 1 2. Vâng, một cái bộ mic mà thực sự nhân là cái tiếng của nó cực kỳ là nhẹ luôn và hát rất là bay em nhé. Và cái bộ mic này thì cũng giảm hú rít rất là tốt. Em ngồi ngay sát loa đây nhưng mà gần như là không có tình trạng là bị hú rít. Và một cái bộ mic BF nó đẹp như thế này, đời sản xuất năm 2022, hiện tại vẫn đang bán ở trên thị trường nhá. Giá dao động từ 7 đến 8 triệu một cái bộ mic như này. Và hàng bãi trong nước thì những cái bộ mic nó đẹp, nó zin, nó chất như thế này thì bên em bán khoảng tầm 2 triệu 3 đến 2 triệu rưỡi em nhé. Nhưng mà trong cái video ngày hôm nay em vẫn xả cho anh em để lấy tương tác với một cái mức giá cực kỳ là tốt, rẻ nhất thị trường vào cái thời điểm hiện tại bây giờ luôn.
bỏ qua cái mức giá hơn 2 triệu bên em đang bán tại cửa hàng. Hôm nay em sẽ để cho anh em những cái bộ mic BFU6600 đời cao gia tốc thông minh có chế độ tự ngắt. Đấy, màn hình nó đẹp keng như này. Đấy, hiện đại sản xuất năm 2022 chỉ với cái giá 1.600.000 em nhé. 1.600.000 em bao ship bảo hành 3 tháng cho anh em. Nhận hàng anh em được kiểm tra, được test thử, nếu đúng sản phẩm tiếng hay anh em mới nhận, còn nếu như không hay không đúng anh em cứ gửi lại cho em. Anh em không phải mất nghìn tiền cước. 1.600.000 anh em chỉ mua rồi được một cái bộ mic hàng nhái, một cái bộ mic hàng chợ em nhé. Chứ đừng nói gì đến một cái bộ mic BS nó đẹp, nó xịn, nó chất như thế này. Giá mới 7-8 triệu mà anh em chỉ bỏ ra có hơn triệu thôi anh em được sở hữu một cái bộ mic cực kỳ là đẹp. Anh em nào mà chốt được cái bộ mic BFU6600 này với cái mức giá là 1.600.000 thì hãy gọi điện giúp em theo cái số là 0369 79795 hoặc 0912 79795 nhé. Đấy, cái số Zalo của em là cái số 0912 79795. Anh em nào mà chốt được cái bộ mic BFU6600 này với cái mức giá là 1.600.000 thì hãy gọi điện giúp em theo cái số góc màn hình. Có em nào combo cả mic cả vang thì bên em sẽ cài đặt sẵn và căn chỉnh tiếng hết cho anh em, và sẽ để cho anh em combo mic vang với một cái mức giá cực kỳ là tốt em nhé. Em nào mà chốt được cái gì thì hãy gọi đi giúp em, cái số lượng thì nó cũng không có nhiều đâu, hay toàn hàng đẹp hàng chất mà em để cho anh em với cái mức giá cực kỳ là tốt. Anh em đang xem video đừng quên ủng hộ kênh bằng cách là tặng cho em hôm nay, nếu đang có nhu cầu mua sắm cho mình một bộ mic, một con vang mà anh em chưa mua được ngày hôm nay thì cũng đừng quên ấn nút chuông và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái video tiếp theo bên em. Xin được kính chúc toàn thể anh em luôn mạnh khỏe bình an. Em dừng video tại đây, kính chào và hẹn gặp lại.